Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thấy là dạo gần đây có vẻ như thời gian nó chơi khá là nhanh không? Hôm nay đã là thứ 5 rồi. Vậy là chúng ta ngày mai đã là đến thứ 6 là cuối tuần rồi. Quanh đi quẩn lại chỉ trong một cái chớp mắt thôi là đã hết một tuần rồi. Thời gian chơi đi thật là nhanh. Cảm giác như cái tuần vừa rồi không làm được nhiều thứ lắm anh em ạ. Thế nên là thời gian trôi nhanh quá. Mà không hiểu sao càng về già lại càng thấy thời gian trôi nhanh. Thế mới chết. Hồi bé này sợ bóng tối, sợ ma, sợ quỷ, sợ nhện, sợ chuột. Đấy, nhưng mà lớn lên thì thứ duy nhất mà tôi sợ đó chính là dòng chảy thời gian. Một thứ mà chúng ta không thể cản trở được. Quá đáng sợ luôn anh em ạ. Mà hôm nay có cái câu chuyện là ra ngân hàng ấy, làm cái thẻ Visa. Thì cái em nhân viên ở đấy gọi tôi là chú. Ôi ôi, quả mình cũng giật mình luôn. Giật mình luôn, chả nhẽ mình lại đã già đến như thế rồi hay sao. Mặc dù là tôi nhận thấy là tính tôi là cũng rất là trẻ. Cũng chỉ vừa mới 18, cách đây 15 thôi. Thế mà người ta gọi tôi là chú, tôi sốc luôn. Tôi chả biết là nói thế nào, nhưng mà có một cái cảm giác là khi mà mình về nhà mình phải soi gương để mình xem lại xem là cái bây giờ mình đã già đến như nào rồi. Thực sự là rất là đáng sợ anh em ạ. Cảm giác đấy, đó là cảm giác của một cái người U40, có con còn nhỏ, chưa có gì trong tay. Và tuổi già thì đã đến rồi. Và rất có thể là cũng sẽ đi bất cứ lúc nào, cũng không biết được. Như là tôi có bạn là cũng ra đi rồi đấy. Thế nên là cũng hơi buồn tí. Đấy, hôm nay có thể là trong cái video clip này nó sẽ không được vui cho lắm. Còn những cái nụ cười thì rất có thể nó sẽ chỉ là cái khích lệ về mặt tinh thần của chủ kênh nha anh em nhá. Ok, rồi, hôm nay tôi sẽ chơi, tôi nghĩ là tôi sẽ chơi là Glacier nha. Một trong những cái lineup khá là nhanh. Mà nhanh ấy thì nó lại khá là gọi là phù hợp, tương ứng với cái dòng chảy đáng sợ của thời gian. Ok. Glacier uy tín không nhỉ? Lâu lắm rồi chưa chơi cái bộ Glacier ở trong rank. Hôm trước xem cái livestream của Zequen, thấy Zequen cũng chơi bộ Glacier kết hợp với cả con Medusa cũng kinh phết. Medusa nó mới update là nó tăng bắp đấy anh em ạ. Nó tăng cái tốc độ đánh của nó thì phải. Tăng tốc độ đánh với tăng một chút đam. Trận này nó lại có một cái con mèo Shaman thì chơi Glacier có ăn thua không nhỉ? À được. Không. Được đấy. Mèo Shaman thì người ta sẽ nghĩ đến cái bộ Shaman. Nhưng mà tôi ấy, thì tôi còn nghĩ thêm được cái bộ là Glacier kẹp với con mèo 5 đô nữa. Ủa bộ đấy khỏe anh em ạ. Ok. Để xem nào. Xem có chơi được không. Nó còn phụ thuộc xem là chúng ta có ra được không đã. Ra chơi, nếu không ra thôi. Nói chung là đầu game cứ thoải mái đi. Ốm quá anh em ạ. Đợt này cúm liên tục luôn, mãi không khỏi. Mặc dù là tôi khỏi rồi, tôi uống thuốc các thứ khỏi rồi, xong rồi lại lây chéo sang vợ tôi này, xong vợ tôi lại lây cho con này, xong con tôi nó lại lây ngược lại. Đấy, nó cứ một vòng luẩn quẩn như thế. Cả tháng nay nó cứ sụt xà sụt xì, mãi chả khỏi. Nói chuyện thì lúc nào nó cũng có cái tiếng khục khục. Nói thật với anh em là tôi cũng rất là ngại cái việc là để những cái tiếng khục khục nó vào trong video. Nhưng mà nó là phản ứng tự nhiên của cơ thể ấy. Thế là tôi cũng không thể cản được, không nhịn nổi. Đó. Mà bây giờ đi khám thì người ta cũng cho từng đấy thuốc thôi. Uống. Nói chung là bây giờ ra chỉ có mà uống kháng sinh nặng hơn thôi. Nhưng mà tôi cũng hơi ngại anh em ạ. Uống kháng sinh mà uống liên tục như thế thì cũng rất là sợ. À, bây giờ là cứ mỗi ngày là uống cái lọ bổ phế đấy. Mua cái bổ phế chỉ cái lộ của Lam Hà ấy, về uống. Mà uống thì cũng được 1-2 tuần rồi, không thể đỡ. Không hiểu sao luôn. Úi ôi, ra súng này. Thế là nào. Ra này chơi ấy à. Greater à. Này chơi ra hai con súng, ra thêm cả con mấy con này nó cũng phù hợp với cái bộ Greater phết đấy. Khó nghĩ nhỉ. Bây giờ nó có hai cái lựa chọn, một là chúng ta chơi Glacier, hai là chúng ta chơi Warrior.
ba là có thể là chơi gì, chơi không Hunter thì không nhá, súng này 2 sao nhưng mà nó không ra Hunter, tôi cũng không chơi Hunter, mà có thể nó sẽ là Greater đấy. Trận này tôi cũng có con Dashlet nữa, cũng khá là hợp lý để chơi Greater. Nhưng mà quan trọng mà nó ra con Dominator không ấy. Đấy, cái con đấy mà nó ra muộn thì tôi cũng chả chơi. Nói luôn là cũng chơi luôn. Bây giờ cứ ra một cái con co nào đấy 4 đô này. Âu. Này à. Beat à? Trận này không có ý định chơi beat, vừa chơi beat xong anh em ạ. Mà ra 2 con beat. Thế này là 4 beat rồi còn gì nữa đúng không? Đấy. Mày phết đấy. Ok. Thôi, giải tàn anh em ạ. Cho như này chắc chắn là nó là beat đấy. 4 con beat rồi. Mà quan trọng là ra con cáo sớm, tức là cái con 4 đô ấy. Cái bộ beat nó chỉ khó ở cái con cáo với con gấu thôi. Chứ còn bây giờ kiếm cái con sói với con sâu thì dễ không mà. Chúng ta có 4 beat này là 4 beat này là sắp 6 beat rồi đấy. Bây giờ ra con gấu, à ra con sói với con sâu rồi chắc chắn là 6 beat rồi. Trận này không chơi beat siêu đẻ. Chúng ta có thể chơi Glacier beat. Trận này Glacier beat được không? Trận này có một cái hay ấy là trong cái bộ Glacier Beat ấy, nó có con ngộ không với cả con Lancer là có thể chơi được. Không chơi siêu đẻ nữa. Để xem nào, round 11 gặp thằng nào đây. Ui, gặp thằng mạnh đấy. Xem nào. Đúng thật luôn, 2 súng 2 sao ạ. Kasisan to thật sự luôn. Khó à? 2 con súng 2 sao luôn. Vãi đái. Đội hình này thì nói chung là không thắng ở đâu, nên là thôi, mặc kệ đó. Đội hình của chúng ta mặc dù là có cái Celesi 4 bit nhưng mà nó khá yếu. Nó chỉ có toàn 1 sao thôi, không chơi được. Đối thủ xanh quá anh em ạ, 2 con súng 2 sao ở trước round 11 thì thực sự là nó quá to luôn. Chả lấy được cái món gì này. Đấy, nó sang soi tôi luôn kìa. Tôi làm sao mà ăn được mà soi. Này thôi chắc là chả áp cấp nữa nhỉ. Đứng tụm vào đó. Tôi nghĩ là đứng tụm này ngon hơn. Chứ còn chúng ta đứng tỏa ra sợ toang ấy. Đứng tỏa ra gặp Hunter bắn từng con chết một. Đứng tụm này còn có cái cơ hội đấm nó thêm mấy phát. Vì chính vì cái round này chúng ta không có cái cơ hội thắng đâu, nên là tôi cũng sẽ không up cấp. Để level 6 thôi anh em ạ. Up cấp thì cũng thế thôi, không thể ăn được. Khó lắm. To á, bài to á. 2 súng 2 sao chịu à. Bắn đau thật sự luôn. Có cả luôn nữa này, ủ vãi đái. Bài to thế. Cái thằng này nó có cả kích hoạt lùn luôn. Chơi Hunter mà ra được cái lùn ở cái món đồ anh ra 10 thì nói thật với anh em là đánh chuỗi thằng hết game luôn ấy. Quá mạnh. Anh em đã thấy cái trận cách đây khoảng mấy ngày tôi chơi Hunter. Tôi chỉ ra một cái lùn thôi mà tôi để level 5 mà tôi giữ máu 80 mấy máu. Đánh ở level 5 luôn. Chỉ với là một con súng 2 sao đánh ở level 5 chơi Hunter. Thằng này nó còn bây giờ nó ra 2 con súng 2 sao. Nó mà lên cái con súng 3 sao sớm thì chả biết chuyện gì để ra. Chuyện này khó nhỉ. Chính ra beat nhá, là beat lừa ấy. Anh em nhìn này. Vai cứt. Đen quá. Anh em nhìn đối thủ. Sợ thật sự luôn. Bài này thực ra không phải là mình quá đen đâu. Bài thì cứ nghĩ là được ấy, cứ nghĩ là khỏe nhưng mà thực ra chả ăn ai.
ra được 4 bit Glacier nhưng mà toàn 1 sao. Đấy. Trong khi đối thủ nhìn thằng nào cũng to luôn. Thề. Ui, Thunder 2 sao ạ. Vậy cứ thằng nào cũng to ạ. Ui ơi, thằng nào cũng to luôn anh em nhìn này. Tôi giờ chắc là tôi chả ăn được thằng nào luôn ấy. Cái thằng yếu nhất lại nó đang là cái thằng ở vị trí top 3 nhưng mà nó có 6 Hunter rồi. Yếu là yếu ở cái đội hình là toàn 1 sao ấy. Mà tôi toàn 1 sao mà tôi yếu hơn hẳn luôn. Còn những cái thằng phía dưới ấy, nó có 2 sao rồi, nó khỏe rồi. Đây này, tôi này, gặp thằng này chẳng may thì có thể ăn được không? Không, chả có cái gì mà ăn được cả. Không thể. Không thể ăn nổi. 6 Hunter rồi mà. Đây, 6 Hunter rồi. Khó quá đi mất thôi. Nào giờ. Bây giờ là yếu nhất đấy. Cái thằng mà đang có chuỗi eco cộng 9 kia là nó còn hơn tôi ấy. Nó còn khỏe hơn tôi ấy. Nó mà gặp tôi là nó đấm tôi. Nó gặp là nó đấm tôi luôn đấy. Mà thôi gặp đi. Gặp đi cắt chuỗi đi. Xin được gặp cái thằng top 8 bây giờ để cắt chuỗi của nó cái. Đây rồi. Tất nhiên là tôi không ăn được. Ơ vai cướp thì ăn được luôn ạ. Thế thì nói làm cái gì. Ui giời chán thế. Thế lại ăn được à. À ui đây rồi. Lại tự nhiên lại ra đủ 6 bit. Thế thì được. Thế thì được. Lại được à. Mà ra hơi muộn đấy. Rõ ràng là ra 4 bit trước. Rất là sớm luôn đấy. Nhưng mà xong cuối cùng là bây giờ mới ra là 6 bit. Tạm thời như này đã anh em ạ. Tiền nó đang bị thọt. Chúng ta đâu có đánh được cái chuỗi gì đâu. Nên là bây giờ cứ từ từ đã. Round sau là có thể lên 7. Kẹp thêm con Berserker vào thôi. Đánh cứ từ tốn thôi. 6 bit rồi. 6 bit Berserker mà bây giờ 1 sao nhỉ. Cũng hơi ngại đấy. Chưa biết toàn 1 sao này khá yếu. Chỉ ít thì cũng phải có ra con Good Berserker 2 sao kiểu dạng như thế. Hay là một con gấu 2 sao đấy. À, đồ cho Berserker ở đây này. Ok, trận này có bút đồ cho Berserker. Lấy đó. Lên 7 luôn. Thậm chí là lên 8 kẹp 2 Glacier thì cũng được nhá. 2 Glacier kết hợp với 6 bit. Nhưng mà thôi trận này tôi cứ tiết kiệm một chút anh em ạ. Đánh tiết kiệm tí. Có chơi con Medu nhỉ? Trận này có chơi Medu không? Thắng nào này có khi bán bố Medu đi. Game này chưa chắc đã phải chơi Medu để kẹp thêm cá đâu anh em ạ. Chuyện này chưa thấy thằng nào chơi mết cả. Toàn đánh vật lý thôi. Nếu mà gặp các cái đối thủ mà đánh vật lý nhiều thì chơi kẹp Glacier khỏe hơn anh em ạ. Cái bộ beat này nó cần tăng những cái stack của nó lên là rất là ok. Tốc độ tăng stack thì nó liên quan đến cái tốc độ đánh của từng con một. Này trận này còn có Exit đây này. Thằng này nguy hiểm đấy. Thằng này sẽ là cái thằng nguy hiểm nhất cho tôi. Chơi beat rất sợ 9 Exit luôn. Nhưng mà phải lên 9 cơ tôi mới sợ. Bây giờ thì tôi nghĩ là thôi thì cứ áp dần lên 8 thôi. Cái bộ này đánh chuẩn thì nó vẫn phải lên 8 anh em ạ. Lên 8 kẹp thêm 2 Glacier vào. Cái con Medu này tôi giữ là bởi vì làm sao. Bởi vì là rất có thể nhá. Lúc mà tôi lên 8 ấy, nó sẽ ra được con mèo. Và cái con Lancer thì tôi lại quay xe. Đấy. Cũng chưa chắc là beat đâu. Beat thế thôi nhưng mà có thể toàn 1 sao này thì bán cũng được mà. Xong chúng ta quay xe chúng ta sang Glacier. Không có vấn đề cả. Medusa này giữ lại làm co cho Glacier cũng ok. Cái con này mạnh phết đấy anh em ạ. Hôm trước tôi xem livestream của Zequen đánh cái con này khá là uy tín luôn.
Mặc dù tôi vẫn chưa thử nhưng mà tôi nhìn là tôi biết là mạnh. Cái kiểu chơi mà kiểu chơi nhiều rồi ấy, đánh giá đội hình thì nó cũng chuẩn lắm. Không sai đâu. Người ta này chơi được ấy. Thằng này to này. Ăn nổi không? Vẫn còn ba con, nhưng mà con Thunder xòe thêm phát nữa. Ôi, sao cái đến cái lúc mà xỉa thì nó lại bị stun. Thế là cái con cáo của tôi nó lại mất một cái lần xỉa. Cay nhỉ, thằng này chắc là chuyển sang mết đấy. Vậy là trận này có mết. Có mết thì vẫn phải giữ lại Medu. Ok. Trận này nó còn không ra con Whisper nào cho tôi chơi cơ. Cay thật. Mà cái đen ở trong cái trận này ấy là chả có cái con nào lên 2 sao. Lên rất chậm luôn ấy. Roll từ nãy giờ mà vẫn chưa con nào lên 2 sao luôn. Khó chịu thật sự. Trận này không dám up lên 8 luôn ấy. Khi mà đội hình toàn 1 sao này lên 8 hết tiền là thôi sơ toang luôn. Vẫn phải đánh ở level 7. Ok. Cứ phải ổn đã, cứ phải giữ máu đã. Ơ có thằng đi rồi này. Bye đái. Rồi. Roll tiếp. Chúng ta sẽ roll kiếm mấy con 3 sao luôn. Unicorn phải lên 3 sao đã. Đây rồi. Đây. Cáo vẫn lên được 2 sao trước cả con Berserker. Khó chơi phết đấy. Phải đánh ở level 7 luôn. Roll này còn phải roll xuống 40 tiền đây này. Bọn nó toàn ở level 8 50 tiền thôi. Bây giờ tôi yếu quá rồi ấy. Tôi trên này chả có chuỗi chả có gì cả. Không dám lên 8 hết tiền ấy anh em. Lên 8 hết tiền chả có roll được phát nào đâu. Lên 8 phát là bây giờ là còn có 10 tiền thì roll cái gì. Giữ lại ở level 7 roll thôi. Bao giờ mà nó giữ máu được thì mới có thể lên được. Đây này cái tâm này vẫn chết luôn với thằng này. Ui mẹ ơi cái con súng của nó kìa. Bắn cháy thật sự rồi, thề. Nó có lùn, thằng này nó có lùn anh em ạ. Kẹp hai con súng vào nó được hưởng cái tộc lùn. Cay thật. Chúng ta sẽ được nghỉ một round. Tôi sẽ phải cố gắng roll cho nó full 2 sao. Tầm này không full 2 sao chết. Hunter chỗ này hai thằng chơi Hunter này. Warrior có luôn. Ui vậy đấy. Toàn bộ counter vào nhỉ. Nhưng mà đáng sợ nhất ấy, nó chính là cái thằng Linka chơi Exit cả. Thằng đấy nó phải là cái thằng mà chết đầu tiên. Chứ còn đến lúc mà lên được 9 ấy thì nó đấm cho cái bộ beat sấp mặt luôn ấy. Toàn mấy cái con 3 sao xong rồi chết đi, gọi ra cái đệ 3 sao bật đấm ngược lại. Đội hình rất là nguy hiểm với cái bộ beat này, rất là đáng sợ luôn ấy. Ok. Cay nhỉ, Berserker vẫn chưa lên được 2 sao làm co. Này chắc không trông chờ vào con Berserker nữa rồi anh em ạ. Bây giờ áp cấp cho hai Glacier vào này, sau đó đi chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ kiếm mấy con Medusa làm co. Tầm này co 4 đô anh em ạ. Co 3 duo không ăn thua đâu. Up lên 8, lên 9. Kiếm gấu, kiếm Medusa. Với cả con cáo. Tôi nghĩ là như thế. Chưa Berserker tới cái tầm này tôi chịu à. Lừa thật sự. Đây này. May quá thằng này chưa lên 9 anh em ạ. Vẫn đang đánh ở level 7. Chắc là có ý định là kiếm mấy con cung đen lên 3 sao hả. Rồi bạn cứ kiếm mấy con cung đen 3 sao ấy nhá. Đừng có lên 9 vội. Có cái giáp thép tôi nghĩ là cũng đỡ được cái phần nào đấy. Giáp thép cho cái con Unicorn nó sẽ gánh tôi được một thời gian. Chắc là cũng phải trụ được đến round 26 anh em nhỉ. Tôi nghĩ là trụ được.
Còn nếu mà bây giờ cố tình áp lên 9 thì chúng ta kẹp thêm được cái con Medu khống chế nữa. Chắc chỉ thế thôi. Thế con Medu khống chế lên 10 thì được kẹp thêm cá, bởi vì trận này có mết. Thế nên là cũng sẽ không có slot cho cái con Whispersia ở đâu. Thôi cũng chả có đồ mà chơi đâu. Assassin nó bớ vào con Berserker chứ. Đen thật. Mà tôi nghĩ tôi vẫn ăn rồi thôi. Ủa không khó à. Được không? Không. Bớ vào con co cầm đồ chết sớm thì chịu à. Càng phết nhà hai cái thằng kia có chuối nó dài thế nhỉ. Cũng đúng thôi. Bài to như thế mà lị. Làm sao mà đỡ được. Khó đấy. Bây giờ mà cắt chuối được cái thằng thằng cộng 10 kia thì nó phải gọi là quá tuyệt vời luôn. Nếu mà cắt được chuối tôi lên 9 tôi xả tiền luôn á. Hy vọng là sẽ cắt được. Cả hai cái thằng mà đang có chuối ấy thì tôi chưa gặp một cái thằng nào cả. Hy vọng là gặp những cái thằng khác thì nó không mất chuối cho thằng khác đâu. Mà tôi nghĩ bài nó to thế thì khả năng bản thân tôi, chính bản thân tôi cũng chưa chắc đã ăn được nó. Đừng nói đến những cái thằng khác. Những cái thằng khác nó mạnh hơn tôi nó mới ăn nổi. Thằng này lên được 9 rồi mà tôi vẫn ăn được à? Kinh à? Ra được 9 Warrior rồi mà tôi vẫn ăn được này. Dồn đồ cho con Unicorn này tín phết. Hai cái giáp. Đây rồi, ui giời, bây giờ gấu mới lên 2. Rao 24 mới ra con gấu thứ hai ạ. Mà đấy là còn dừng lại đôn đấy nhá. Chứ cũng không phải là gấu tự ra kiểu là up một phát lên cấp 9 luôn đâu. Mà còn dừng lại ở 7 rôn mút mùa luôn. Đổi món đồ tím đầu tiên thôi nhỉ. Chẳng may mà ra quyển sách thì lại vứt cho gấu thì cũng ok. Tôi nghĩ là bây giờ đồ cho mấy cái con 2 đô, 3 đô thôi. Chứ còn không phải Berserker nữa rồi. Random đó. Ui giời, quá tuyệt vời rồi. Được. Hợp lý đấy. quả luôn ra quyển sách. Thế thì nó lại hợp lý luôn. Cắt chuối thằng này không? Ui, cắt chuối được nữa thì nó lại còn nhân đôi liền vui. Nhân đôi liền vui bạn ơi. Nhân đôi liền vui thôi xong rồi. Cắt được cả chuỗi luôn. Quá tuyệt vời, thế thì lên 9 là cái chắc chắn. Gặp cái thằng chuối 11 xong là bây giờ là tiếp tục là gặp tiếp cái thằng chuối cộng 7 đi nhá. Ok. Liệu rằng chúng ta có thể gặp tiếp được cái thằng cỡ chuối cộng 7 không? Ổn đấy. Glacier Beat. Glacier Beat có lên là đánh 4 Glacier không nhỉ? Hay là chỉ 2 thôi? Tăng cường thêm khống chế, tăng cường thêm kháng phép. Hay là đánh 4 con cho nó mắc binh. 4 con thì tốc độ stack nhanh lắm. Cực kỳ nhanh luôn, đấm nhanh. Ok. Bây giờ xem đồ là có cái gì đã rồi tính. Rồi, Berserker 2 đi được không? Xin con Berserker 2 đi. Round 27 rồi, à 26 rồi. Ơ kìa. Điêu thật. Có lên lấy cái giáp không nhỉ? Lấy giáp đi, cho nó an toàn. Đánh chuyện này đánh toàn vật lý đâu mà. Có một thằng mết thì sớm muộn gì cũng chết thôi. Gặp Hunter là bắn cho lủng người luôn. Chưa tính đến những cái thằng Clyde. Đây rồi. Au, được. Mãi mới lên được 2 sao ạ. Ok. Chuyển đồ cho nó đó. Cái bộ này nói chung là cứ xếp ở góc thôi anh em ạ. Chả phải nghĩ nhiều đâu. Cứ bò vào trong góc, lấy giáp thép, lấy giáp, lấy khiên, lấy áo mưa, kháng phép. Thế là coi như là ok. Có mết thì kẹp thêm 2 cá vào, đánh ở level 10. Level 9 cũng được rồi. Vứt một con Glacier cũng chả cần. Chơi chủ yếu con Berserker lên là 2 sao thì là gánh luôn. Đấy, 9 Warrior này.
vô tư. Ui rồi anh em ơi, thầy đánh lên level 10 nhá, 9 warrior lên hẳn 10 luôn, rao 26 lên 10. Nhưng mà nó sấp mặt với tôi, sắp đi rồi. Cáo lên được 2 sao, thêm một con gấu nữa đi. Đây rồi, đập trứng luôn không nhỉ? Chính ra đập trứng cho con gấu cũng ngon. Nhưng mà cái con gấu này nó có đáng giá đến như thế không? Về căn bản là gấu có sách nhưng mà chưa có RO. Đấy, chưa có RO thì cái con gấu này nó cũng, cái tỷ lệ nó có 60% là gọi ra thêm một gấu thôi, cũng không ok cho lắm. Cũng mới chỉ là 2 sao thôi, cứ từ từ lại anh em ạ, cũng không phải vội. Đằng nào bây giờ máu cũng còn khá là nhiều mà, đúng không? Vội gì đâu, cứ để mấy cái thằng nó chết bớt đi đã rồi tính. Nhất là cái thằng mết ấy, mết chết sớm ấy, chết sớm rồi không cần phải kẹp cá nữa làm gì. Tức là đánh ở level 9 nó đủ rồi. Còn nếu mà mết rồi không chết, đánh ở level 10 thì sợ quá. À, gặp Hunter, Hunter này lắm gương á. Đã có thằng ra đi. Đấy, beat uy tín đúng không anh em? Rất uy tín đấy. Đây rồi, ôi giời ơi, cái món này tôi không có, bây giờ nó mới ra. Nào, rèn được thêm món tím nào không? Bây giờ chỉ cần rèn món tím thôi anh em ạ. Hợp lý chưa? Ok, ghép được cái món đồ tím, lấy cái gì đây? Có lên random không nhỉ? Random tôi nghĩ là thôi, đánh chắc kèo, đánh lấy cái gậy như ý cũng được. Mặc dù là nó hơi không đúng lắm với cả cái dồn đồ của bọn này. Đang dồn đồ tí nữa là sẽ là con gấu 3 sao đấy. Nên là nếu mà kiếm là phải kiếm cái RO cơ. Gặp thằng Clay này thì vô tư rồi. Nhưng mà cái thằng này nó lên được 11 đấy nhá. Tức là cái khả năng mà nó chuyển về cái bộ Glacier kết hợp với Clay thì nó vẫn là có 6 Glacier ấy. Thằng này nó phải sống. Ui, có thằng chết nữa rồi. Vậy là, ôi vẫn còn thằng Exit, thế thì nguy hiểm quá nhỉ. Rồi, Exit đi luôn. Bây giờ thì ổn áp rồi. Sợ nhất là cái thằng Exit thôi, ngán nhất là cái thằng đấy. Có người giải quyết hộ. Ok, thế này yên tâm rồi. Đối thủ bây giờ có sang trộm chó, tôi vẫn giữ lại cái đồng xu anh em ạ, cũng chưa vứt đâu. Kể cả nó có chuyển sang trộm chó thì nó bắt nó, nếu mà ví dụ như là nó bắt thì nó chỉ bắt được mấy cái con mà nó bằng tiền hoặc là dưới thôi, chứ nó không thể bắt được những cái con hơn tiền hơn giá đấy. Chúng ta nuôi cái con gấu này lên 3 sao, sau đó chúng ta dồn đồ cho gấu thì cũng không sợ bị bắt. À, súng 3 sao với chúng tôi à? Trông có giống như là bị thua không? Khống chế, đúng rồi, hay quá. Cắt chuối luôn. Ui giời, bây giờ mới gặp ạ. Ok, ô thế vớ vẩn rồi. Đánh cái kiểu gì sau cuối cùng là vẫn lên top 1, điều thật. Thề nó rơi vào cái tầm thông thạo rồi anh em ạ. Đánh một lúc xong là kiểu gì nó cũng về top 1 luôn. Vậy là chúng ta solo với cái thằng Hunter lên game. Hunter thì cứ 6 Glacier một phang thôi chứ sợ gì. À 4 Glacier sợ gì đâu. Dạ. Hay là tăng cường khống chế, thêm Medu tăng cường khống chế này. Có cần không? Tí nữa ra làm đồ, ra ngộ không rồi ra Lancer. Tôi nghĩ là tôi sẽ về cái bộ 4 ấy. Bộ 4 Glacier kẹp với cả 6 bit ấy. Rao này mà ra được cái RO nữa thì tuyệt vời luôn này. Perfect. Rao 31. Có lên roll thêm mấy cái nữa kiếm con gấu nha anh em nhỉ. Hiện tại gấu vẫn đang 2 sao. Khá là muộn rồi đấy. Chuyện này hơi đen. Roll mãi không ra con gấu 3 sao. Đấy rồi. Quả trứng này là sẽ dành cho cậu đấy. Hoặc là có thể dành cho Light Split cũng được.
Mà con cáo của tôi đang có cái dấu hiệu lên 2 sao, à lên 3 sao này anh em này. Cáo lên 3 sao thì cũng có đồ rồi nhá, không phải không có đâu. Nếu mà cáo lên 3 sao ấy thì tôi sẽ dồn đồ cho nó và tôi sẽ vứt hết những cái đồ xanh lá và đồ xanh dương đi. Tôi sẽ lấy đồ tím với đồ cam thôi. Đen nhỉ. Giờ ra một con gấu nữa là lên 3 sao rồi. Đấm cho sấp mặt đối thủ luôn. Cái tội ở chơi Hunter đứng tụm này. Ui rồi ôi. Ít phải 20 tiết ra này. 31. Vãi đái. Đây rồi, gấu 3 sao đây rồi. Ok chưa? Đứng tụm thì tí nữa là ăn xích thôi anh em ạ. Có xích ở dành cho con Medu. Trời ơi, chuyển sang bên đấy thì cũng đứt. Chả có cơ hội nào cả. Chuyển bên nào thế thôi. Nếu mà không tách được cái đội hình ra thì chết. Tớ chuyển sang cùng cậu luôn. Ở đứng ở giữa này. Thích làm gì làm. Yeah. Nếu mà cần nhá, tí nữa kẹp cọc luôn. À thế à. Chuyển sang bên đấy này. Vẫn bị xích vào xích. Xích vào xích chó. Xích chó. Xích chó. Xích vào luôn. Thật sự là thế luôn. Con súng không đấm luôn phát nào. Ui dồi ôi. Quả 37. Đùa chứ. Đổi vị trí xếp lại cờ nó còn mất nhiều máu hơn. Ngộ không. Quá tuyệt vời. Rồi. Chả ra được cái gì luôn. À kẹp cọc. Kẹp cọc. Kẹp cọc. Kẹp cọc anh em ạ. Kẹp cọc với kẹp Saman. Biết chơi đấy. Chả sợ. Cái bộ này toàn tay dài mà. Tay dài sợ gì. Tay dài đứng ở giữa này. Anh em đếm bao nhiêu con tay dài. Trời ơi. Cả cái đội hình của tôi chỉ hai con tay ngắn. Thế thì kẹp cọc có giải quyết được cái vấn đề. Đối thủ có suy nghĩ khá là buồn cười. Kẹp cọc chả có cái vấn đề gì luôn ấy. Thề cái cọc này phá trong phút mốt luôn. Đấy. Thậm chí là con súng nó còn chưa kịp bắn thì cái cọc nó đã mất rồi. Ui giời ơi, thôi đi rồi. Khỏe thật sự anh em ạ. Chính ra nhá, cái bộ này với cái bộ siêu thẻ, nếu mà hai bộ đấm nhau tôi nghĩ là cái bộ này ăn đấy. Chứ còn thần giáo siêu đẻ chưa chắc đã ăn được bộ này đâu nhá. Kẹp hai Glacier xong rồi kẹp một khống chế ấy, cực kỳ khỏe. Không biết là nếu mà hai bộ gặp nhau thế nào đấy, nhưng mà tôi dự đoán là cái bộ này vẫn ngon hơn. Ok rồi anh em thấy hay để tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian mà anh em chưa xem cái clip hôm qua khi mà tôi chơi lại cái bộ thần giáo thì anh em có thể chọn clip bên trái anh em nhá. Một trong những cái line up mà tôi nghĩ là có chỗ đứng ở trong cái meta hiện tại đấy. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Nhiều khi tôi tự hỏi là nếu mà cho ba cái line up beat đấm nhau, beat kết hợp với Glacier này, beat thần giáo và cái bộ beat kẹp với Half Orc thì cái bộ nào nó sẽ là mạnh nhất. Anh em hãy xem clip bên phải để biết nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!